Cô Phương xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Facebook Live của VTC tiếng Việt và bình luận ngày thứ 6 các diễn biến của World Cup ở tại nước Nga. Và như quý vị đã thấy thì vừa rồi Nhật Bản đã có một chiến thắng 2-1 trước đội Colombia, và lúc này ở cạnh tôi đây thì có anh Jose Pinoche từ ban Mundo, tức là ban tiếng phục vụ cho khu vực tiếng Tây Ban Nha ở Nam Mỹ, và anh sẽ bình luận về trận này. So, what's your comment? Most remarkable comment after the match between Japan and Colombia. It cannot be worse for Colombia. I think it's a nightmare that everybody, every single Colombian supporters is having at the moment. It was supposedly against the weakest team in this group. Then it's Poland and Senegal, two really, really strong teams. So they should have won it, but of course at the beginning, and they got this mistake from Davinson Sanchez. Then Carlos Sanchez, the Rock, is his nickname, put the hand. It was a penalty. It was a good red card, and from then on, it was a really difficult task. Đây thực sự là một trận đấu khó khăn đối với các cầu thủ Colombia. Vì theo như đánh giá thì Nhật Bản là đội yếu nhất trong bốn đội ở bảng đấu này, vì sau trận đấu này Colombia còn phải gặp Senegal và Ba Lan, đều là hai đội bóng rất là mạnh. Thực sự thì đây không phải là kết quả vui dành cho đội bóng đến từ Nam Mỹ, nhưng họ thực sự cần phải cố gắng hơn trong những trận đấu tiếp theo. Thế nhưng mà như vậy là đội Colombia đã mất người sớm, chịu một quả phạt đền ngay ở phút thứ 3 của trận đấu. Phải chăng đây chính là một cái diễn biến hết sức là quan trọng dẫn đến ảnh hưởng tới kết quả trận đấu, và có vẻ là có phần nào đó may mắn cho Nhật Bản và cũng là đen đủi cho Colombia chăng? Well, you know that for the third minute, Colombia lost one player, and then they had to suffer from a penalty. So with that, maybe a little bit lucky for Japan, also bad luck for Colombia. What's your comment? Well, it's not about luck. It was about a bad decision from the defender, mainly the first one, Davinson Sanchez, when he couldn't clear a ball, allow striker Osako to go forward against the goalkeeper. The goalkeeper react quite well, but then the ball fall to Kawawa, and he shot, and Sanchez, it was a reaction. He didn't think about that. He just tried to save his country, but at the end, it was a really costly mistake. Thực sự thì đây không phải vấn đề về việc may mắn hay không. Thực sự đây là một sai lầm của thủ vệ hậu vệ, và Carlos Sanchez là người phải nhận trách nhiệm việc đấy. Trong tình huống đó thì lỗi đầu tiên thuộc về anh ta khi mà để cho tiền đạo của Nhật Bản vượt qua một cách dễ dàng, có cơ hội đối mặt với thủ môn. Thủ môn của Chile đã có một pha cản phá rất là tốt, nhưng sau đó bóng đã bị bay đến chỗ của Kagawa, và anh này đã tung một cú sút bồi. Và Sanchez đã nghĩ rằng anh có thể cứu được một bàn thua trông thấy cho đất nước của mình bằng cách giơ tay ra, nhưng thực ra thì đấy là một hành động phải nói là đáng tiếc và trả giá về vòng trận thua này của Colombia. Ít nhất là tuyển Colombia đã có một pha sút phạt gỡ một đều, dường như là rất đẹp mắt. Không biết có đúng thế không? Well, at least the Colombian has got, you know, a free kick which is fantastic, the draw one. How's your comment? Yeah, it was a surprising free kick from Juan Fernando Quintero. It was an amazing decision to put it below the wall, and that gave Colombia and supporters a lot of hope. But at the end of the day, of course, it was a really, really difficult situation to play almost the full game without a man, and 10 against 11, and Japan play well the second half. So now I have to go, and because the reaction in Colombia is being huge, and I have to of course deal with all the supporters there and trying to write the stories. Thank you very much. Muchas gracias. Pleasure. Anh nghĩ cho rằng đây hiệp đấu vừa rồi là ở hiệp đấu thứ nhất các cầu thủ Colombia đã thi đấu rất là tốt, tinh thần của họ đã thi đấu rất tốt trước đội tuyển Nhật, mặc dù chỉ thiếu một người, nhưng cho đến hiệp 2 khi mà đội tuyển Nhật đã có những chủ được trận đấu hơn thì thực sự là rất khó để có thể thi đấu chỉ với 10 người trên sân. Cho nên trận thua là một điều không thể tránh khỏi. Còn bây giờ anh ấy phải về vị trí làm việc, vì bây giờ anh ấy phải giải quyết những cái report viết báo lại những cái cảm xúc của người dân Colombia và các cổ động viên Colombia ngay trong lúc này.
Gracias. Yeah. Okay. Bye bye. Thank you very much. Vâng, và như vậy là quý vị vừa mới theo dõi cái phần bình luận thật nhanh của chúng tôi với phóng viên của BBC từ bang Mundo về trận cầu vừa mới diễn ra xong với thắng lợi của Nhật Bản 2-1 trước Colombia. Và bây giờ thì chúng tôi lại xin giới thiệu vị khách tiếp theo chương trình, đó là nhà báo Aminan Kost, nhà báo chuyên về thể thao ở ban châu Phi. Và chúng ta biết là chỉ một lát nữa đây thôi thì sẽ có một cái trận đấu tiếp theo ở bảng H giữa đội Ba Lan và đội Senegal. Và chúng tôi sẽ đặt câu hỏi cho nhà báo Aminan Kost. So, thank you very much for joining us. And okay, so wow, just within half an hour, there will be the next match between Poland and Senegal. Okay, so what is your comment on this? What's your prediction, especially, you know, for both sides, but also of course for Senegal, for example? I think this group H is very open now with the defeat for Colombia against Japan, which was not basically forecast. I didn't forecast a defeat from Colombia against Japan. I thought Colombia would win anyway. But now it's open up for Poland. It's open up for Senegal as well. And the two teams know what they have to do. Win this afternoon, because it puts them in a very good position. I personally think that Senegal, out of the five African teams, got the best chance, that's my opinion, to get out of the group. And even more so now that Colombia's lost the first game. So I think I can see the potential in that Senegalese team to beat Poland, maybe a score 2-1. But of course, Poland, it's not only Robert Lewandowski, it's a good team, well organized, quite balanced, well balanced, midfield, defense, you know, complete team. And of course, a star player like Lewandowski. So the Lions have to deal with all this. Okay. Nhà báo Emmanuel cho rằng bảng H thực sự bây giờ là một bảng rất là khó đoán sau thất bại của đội được đánh giá là mạnh nhất bảng là Colombia trước đội được đánh giá yếu hơn là đội Nhật Bản. Chính vì thế ở trong trận đấu này, khi mà hai đối thủ còn lại là Ba Lan và Senegal, cơ hội là 50-50 và hai đội buộc phải hiểu cái tình trạng của mình bây giờ là buộc phải thắng. Người mà giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ đạt được rất nhiều thuận lợi trong các trận đấu tiếp theo và sẽ có rất nhiều thuận lợi để có thể tiến vào vòng trong. Nhà báo Emmanuel cũng cho rằng trong tất cả 5 đội tuyển châu Phi tham dự World Cup 2018 năm nay thì đội tuyển Senegal là đội có khả năng cao nhất có thể được lọt vào vòng trong. Và ông cũng nói thêm rằng đội tuyển Ba Lan cũng là một đội tuyển khá là mạnh, không chỉ ngoài siêu sao Lewandowski, họ còn những gương mặt khác khá là nổi bật, từ hàng phòng thủ, hàng tấn công đến hàng tiền vệ, họ đều trên 3 tuyến. Và chính vì thế nhà báo Emmanuel cũng cho nói thêm rằng là việc giành chiến thắng cho Senegal cũng rất là khó, nhưng ông cũng mạnh dạn dự đoán cho kết quả trận đấu này là 2-1 nghiêng về Senegal. Emmanuel Costa, anh là nhà báo về thể thao của ban tiếng châu Phi, các ngôn ngữ châu Phi. Anh nghĩ thế nào về các cái khả năng và cái cơ hội của các đội bóng đến từ châu Phi ở World Cup này? So, Emmanuel Costa, you are sport producer for your services over there, and covering, you know, African services. So what do you think of, I mean, the how can I say, the chance for the teams that go from that come from Africa this time in this World Cup in Russia? It was only the first match. Obviously very short losses for Africa, apart from Nigeria, who was beaten 2-0 by Croatia. Otherwise, Egypt, Morocco, and Tunisia have been beaten by, I suppose, one goal difference, better opponents, two matches to go. But again, I think Senegal's got the best chance to get out of the group, out of the five. That was my belief when I saw the teams' lineups in the groups, in their respective groups. And I carry on with this. Of course, we have to wait and see, to see what they do against Poland. But even in a way, even if they lose today, I still think that Senegal, if they play up to their strength, is the most complete African team out of the five. Though Tunisia is the best ranked team according to FIFA rankings. Thank you. Nhà báo Inuen cho rằng trong năm đội tuyển trong năm đội tuyển đến từ châu Phi ngày hôm nay của World Cup năm nay thì ông vẫn cho rằng Senegal vẫn là đội bóng có khả năng đi tới vòng trong cao nhất. Trong năm đội thì
đây mới có trận đầu tiên diễn ra, chỉ một lượt trận đầu tiên diễn ra, ngoại trừ Nigeria đã thua 2-0 trước đội tuyển Croatia, còn lại các đội tuyển đến từ châu Phi còn lại họ chỉ thua cách biệt duy nhất một bàn. Chính vì vậy nhà báo Emmanuel cho rằng cũng rất là khó để nói rằng là các cơ hội đi tiếp của cầu thủ châu Phi ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng đối với ông thì nếu mà dựa vào phong độ và nếu như Senegal có thể chơi đúng thực lực của mình, cho dù họ có thua Ba Lan trong trận đấu ngày hôm nay, thì họ vẫn có thể có giành quyền đi tiếp bằng các trận đấu tiếp theo. Và các đội bóng châu Phi khác cũng hoàn toàn có khả năng làm được điều tương tự. Chúng tôi tranh thủ sự có mặt của nhà báo thể thao Emmanuel Costa ở đây để hỏi anh về cái trận mà tuyển Nga sẽ gặp Ai Cập. Và không biết là kết quả thế nào. Well, we try to make advantage of you as a, you know, BBC sports producer here. And what do you think of, you know, the match between Russia and Egypt? That will be tough for the Pharaohs, the Egyptian. Even if they think that they have Salah back, which I hope it's the case for them, because he's obviously the star player, he's the number one asset for the Egyptians. But the Russians are very confident after their 5-0 win in the opening match, and it will be very tough in St. Petersburg, even with Salah, against a Russian team, which should be confident now with guys like Golovin, Cheryshev, who scored 2 goals, a good goalkeeper as well, will be tough. I mean, obviously, if Egypt loses, or if they draw, it's a good thing for them, because then there's the match against Saudi Arabia left, and it's all to play for. I still think that Russia will win tonight. Nhà báo Emmanuel cho rằng trong trận đấu giữa tuyển Nga và đội tuyển Ai Cập thì thực sự đây là một trận đấu khá là khó khăn cho các cầu thủ Pharaohs, bởi vì có thể nói các đội tuyển Nga bây giờ đang đạt một phong độ rất là cao và họ đạt một sự hưng phấn nhất định sau trận thắng đầu tiên 5-0 ngay trận mở màn. Ngoài ra họ còn có những yếu tố khác như yếu tố trên sân nhà hoặc là các cầu thủ siêu sao của họ đang có trong đội hình như Golovin, Cheryshev, người đã ghi 2 bàn thắng trong trận đấu đầu tiên, hoặc là một thủ môn rất là hay. Nên ông vẫn nhà báo Iran không đánh giá cao khả năng của đội tuyển Ai Cập có thể giành được chiến thắng trước đội tuyển Nga. Ông cũng nói thêm rằng nếu mà tuyển Ai Cập nếu thua trong trận đấu này, hoặc là nếu mà tốt hơn họ có thể cầm hòa và đến trận đấu cuối là trận đấu quyết định trước Saudi Arabia, họ có thể giành quyền vào trực tiếp nếu họ có thể ghi được thật nhiều bàn thắng và giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng. Tôi sẽ chưa hỏi nhà báo Emmanuel Costa một câu để dự báo là ai sẽ vào chung kết, bởi vì chúng tôi hy vọng là Emmanuel sẽ quay trở lại. We will not ask you a question. Who's going to get to the final? Because we hope that he will be back with us. Thank you very much. Yes. Nhưng chúng tôi sẽ hỏi anh là cho tới nay thì đâu là cái trận đấu mà đối với anh là ấn tượng nhất và có thể là gọi là anh ngạc nhiên nhất tới nay. But my question to you is, well, so far, what is your biggest surprise, the most interesting match? So far, the biggest surprise for me is the German loss, 1-0 against Mexico. Even I thought that initially it would be the toughest match for the Mannschaft anyway, the first round against Mexico. But I still thought that they could overcome this Mexican side, or worst, draw against them. But the narrow defeat was really a big surprise. I think that was the big surprise of the first round so far. The surprise, not maybe big, but the surprise. And the match which I really liked is Portugal-Spain, 3-3. Though, I don't think those teams will win the World Cup because they concede too many goals. You know, 3 goals conceded by each team. It's too much, too many. You can't win a World Cup if you carry on conceding goals like that. But the match itself was thrilling. Nhà báo Inuen cho rằng về trận đấu mà bất ngờ nhất trong sau một tuần khai mạc diễn ra World Cup đến nay, thì ông cho rằng đó là trận đấu mà tuyển Đức để thua 1-0 trước đội tuyển Mexico. Thực chất trước khi vào trận đấu, giới chuyên môn đã dự đoán đây là một trận đấu rất là khó khăn đối với các đội tuyển Đức, bởi vì đội tuyển Mexico không phải là một đối thủ yếu. Thế nhưng ông cũng đã cho rằng là ít nhất đội tuyển Đức đã có thể giành được một tỷ số hòa, hoặc là họ sẽ không xứng đáng để nhận một trận thua như thế. Đối với ông cho rằng đây là bất ngờ lớn nhất hiện tại của giải. Còn về cá nhân của Emmanuel, ông cho rằng trận đấu mà ông thích nhất đó là trận hòa 3-3 giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nhưng ông cũng nói thêm rằng
việc mà một đội bóng mà để lọt đến 3 bàn thắng trong một trận đấu như thế, thực sự thì họ không phải là một ứng cử viên cho chức vô địch được, vì để vô địch World Cup họ không thể để lọt nhiều bàn thắng đến như vậy được. Last question, và câu hỏi cuối cùng, chúng tôi muốn hỏi nhà báo Emmanuel Costa là anh nghĩ gì về cái ấn tượng của anh ấy, về cái lối chơi của các đội tại cái giải World Cup này. So how do you think of the way that all of the teams so far have contributed, have played in this World Cup? Yeah, not bad at all for first matches. You know, the teams are always edgy, they are a bit nervous, anxious. But we see some nice open play. We didn't have any nil-nil draw to start. You know, there was always at least one goal in a match. Some of the match were decided in at a time or towards the very end of the normal time, so it was good on that extent. We've got some cracking goals, you know, like Kolarov for Serbia, a superb free kick, really, really superb. Probably the best goal so far in terms of free kick, you know. It seems to be well organized competition as well. So far so good, I would say. Yeah, first it's an appetizer, and we are waiting now for the second series of matches for confirmation. Nhà báo Enren cho rằng thì đây là mới chỉ là vòng đấu đầu tiên của giải đấu, và các đội vẫn thường dường như vẫn đang thi đấu vẫn khá là dè chừng, họ vẫn đang thăm dò đối thủ nên vẫn chưa thể thể hiện hết những gì tinh túy nhất. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn vào kết quả của các lượt trận đấu đã qua. Chúng ta có thể thấy không có một trận đấu nào kết thúc với tỷ số 0-0 cả. Bất cứ trận đấu nào cũng có bàn thắng. Thậm chí có những trận đấu chỉ được định đoạn ở những phút cuối cùng hoặc thậm chí là những phút bù giờ. Cho nên, Emmanuel cũng nói thêm rằng đây là có lẽ giải đấu năm nay sẽ là rất hấp dẫn. Và đây, ví dụ vòng 1 vừa rồi chỉ là một bữa điểm tâm, và chúng ta hãy chờ xem các vòng tiếp theo liệu các trận đấu sẽ còn hấp dẫn hơn nữa không. Thank you and we hope you'll be back. You're very good. Và chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Emmanuel Costa, và hy vọng là anh sẽ tiếp tục trở lại với chúng ta trong các buổi bình luận sau. Donc, merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Okay. Và quý vị đang theo dõi chương trình bình luận bóng đá trực tiếp World Cup của BBC tiếng Việt được thực hiện từ BBC London. Và như quý vị biết thì một lát ở đây thôi thì một trận đấu mà mọi người khá là quan tâm đó là trận giữa tuyển Ba Lan và Senegal sẽ diễn ra. Chúng ta sẽ trở lại với trận đấu này cùng với nhà báo Nguyễn Giang. Với anh Nguyễn Giang, anh theo dõi cái trận này thế nào và anh có suy nghĩ thế nào về cái trận này? Tức là tôi sẽ theo dõi chứ không phải là chưa theo dõi, sẽ theo dõi trong chốc lát, nhưng mà cái sự mong đợi của tuyển Ba Lan ở nước Ba Lan và cộng đồng người Ba Lan tại Anh rất là cao. Ở chỗ là sau 12 năm thì Ba Lan mới xuất hiện trở lại ở giải gọi là FIFA World Cup, tức là giải bên tiếng Ba Lan gọi là Mundial đấy. Họ dùng cái tiếng như tiếng gốc Tây Ban Nha ấy. Nhưng có một chi tiết là tôi muốn nói, tức là gần như tất cả các thành viên của đội tuyển này thì là chưa bao giờ đá World Cup cả. Thế họ rất là trẻ. Riêng huấn luyện viên Adam Navalka thì đã từng đá năm 78 từ thời lâu rồi. Đấy, và ông đã từng đại diện cho đội Ba Lan thời còn nước Ba Lan xã hội chủ nghĩa. Đấy, và tất nhiên là so người ta báo Ba Lan so sánh, ví dụ như so ông với bên người huấn luyện viên của đội Senegal, đội đối thủ, thì đội huấn luyện viên đội Senegal rất là trẻ, năm nay mới có 47 tuổi, còn ông Adam Navalka thì đã 60 rồi, nhưng mà lại có một cái bề dày là đã từng đá bóng ở bên Mỹ, đã từng sống ở nước ngoài rất lâu và trở về Ba Lan năm 1990 để dẫn dắt đội tuyển, và ông mới dẫn dắt từ năm 2013 mà thôi. Thì người ta cũng đánh giá cao cái khả năng gọi là ươm những cái hạt giống, nâng những nhân vật đá rất khá lên, không kể những anh như là Lewandowski đá ở nước ngoài rồi trở về phục vụ, như có những người đá ở trong nước. Thì bản thân ông Adam Navalka là một cầu thủ cho Wisła Kraków, tức là thành phố ở phía miền nam của nước Ba Lan, và ông đá rất nhiều trong cái đội của quốc gia rồi. Đấy, thì đấy cũng là những cái mà người ta hy vọng là sẽ giúp đội Ba Lan có một cái thế mạnh nhất định. Quý vị đang theo dõi chương trình bình luận của BBC tiếng Việt về World Cup, và quý vị đừng quên vào trang nhà của chúng tôi tại địa chỉ là bbcvietnamese.com để theo dõi các cái bài vở tin tức về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa được cập nhật liên tục, trong đó có cả chuyên mục liên quan tới World Cup. Vâng, quý vị biết là anh Nguyễn Giang thì là người sử dụng tiếng Ba Lan như là tiếng mẹ đẻ. Vâng, thế thì không biết là trước cái trận đấu này thì báo chí Ba Lan theo như anh biết được ấy thì họ đưa tin thế nào, họ quan tâm thế nào về cái trận đấu này? Họ quan tâm về hai vấn đề, một là cái khả năng
như là ông Zbigniew Boniek, mọi người đều biết từ những thời xa xưa đấy, tức là một trong cầu thủ nổi tiếng của Ba Lan và từng dẫn dắt các đội của Ba Lan trong nhiều năm. Ông vừa phát biểu sáng hôm nay, tôi đọc được trên tờ sport.pl ở Ba Lan, thì họ nói rằng là ông nói là điều quan trọng nhất đối với đội Ba Lan hôm nay, sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, tức là 12 năm và 7-8 ngày chờ đợi, đúng không? Làm sao ra khỏi bảng. Phải ra khỏi bảng thì mới có hy vọng. Và hình như tất cả các statistics, tức là những cái số thống kê cũng nói là khi mà Ba Lan ra được khỏi vòng bảng này vào tiếp thì có cơ hội đi tiếp. Còn ông Boniek dặn các cầu thủ Ba Lan, ông là một nhân vật rất kỳ cựu của bóng đá Ba Lan sau nhiều thập niên, ông bảo là cố gắng tập trung vào trận đấu để ra khỏi vòng bảng. Mặc dù người Ba Lan có vẻ gợi ý rằng là họ có những cái ưu thế nhất định, kể cả ưu thế về những cô gái Ba Lan, những anh thanh niên Ba Lan đã sang sân Spartak ở bên Nga, vì họ có tới 64.000 cổ động viên, có thẻ thôi, có thể nghiêm túc gọi là passport để đi làm cổ động viên xuất hiện ở các cái sân đấu đó, trong khi họ cũng đưa tin ngay là họ biết trước, không biết tình báo Ba Lan giỏi mức độ nào, là chỉ có vài ngàn người Senegal các bạn Senegal xuất hiện thôi. Thì đấy cũng là những cái ưu thế, mình gọi là ưu thế về cổ động viên, ưu thế về sự ủng hộ trên sân bãi. Tất nhiên là một cái chuyện điều nữa họ cũng không tránh khỏi nói đến, tức là quan hệ giữa Nga và Ba Lan có thể nói là rất là xấu, tại vì hai bên về mặt chính trị đều đang có những cái đối chọi nhau rất là lớn. Nhưng mà họ hy vọng là cái chuyện đấy là chính quyền của ông Putin bỏ sang một bên để cho gọi là dân Ba Lan sang cứ vui chơi với bóng đá. Và như quý vị biết thì ở nước Anh đây ấy, thì có rất nhiều cái cộng đồng kiều dân Ba Lan, có thể nói là một cộng đồng lớn nhất hiện nay mà vào trong mấy năm nay là nhập cư vào nước Anh rất là nhiều. Thế thì qua sự quan sát và biết được của anh ấy, thì trong các gia đình của có cái gọi là người dân gốc Ba Lan ở Anh đây, thì mọi người đang quan tâm theo dõi cái giải này và đặc biệt cái trận này như thế nào? Vâng, thì từ hôm qua thì các cái trang báo tiếng Ba Lan tại Anh này, như là trang Polish Express ấy, thì họ đã mời gọi đồng bào của họ đến một cái khu gọi là trung tâm văn hóa, thì đúng hơn trung tâm văn hóa gọi là POSC, nằm ở khu Hammersmith ở phía tây của London. Từ chỗ BBC này chúng tôi ngồi đây đi ra đấy thì có thể đi bằng mấy đường xe điện ngầm đấy. Thì từ đó thì họ ở trên tầng 3 của tòa nhà đó. Tôi đã từng đến cái tòa nhà đấy 1-2 lần, có một quán cà phê rồi cũng có những cái chỗ để xem. Thì lần này họ sẽ biến một cái tầng đấy thành một cái nơi chuyên để xem bóng đá, để ăn những món ăn dân tộc của họ và uống bia chẳng hạn. Thế nhưng mà đa số người Ba Lan khác tôi biết thì chủ yếu là gọi là fan ngồi nhà xem TV thôi, chứ không có một cái khu gọi là Strefa fan núp, tức là những cái khu fan zone như của các dân tộc khác hay của các cái quốc gia khác, họ đông người hơn hoặc họ tổ chức được với nhau. Và tất nhiên không có, có nghĩa bên Ba Lan là một chuyện rồi, nhưng ở bên Anh thì chỉ có như gọi là chủ yếu là xem tại nhà, xem TV thôi. Chúng ta vừa mới theo dõi xong một trận đấu có thể nói rất là hấp dẫn và rất là hay, đó là Nhật Bản, đúng không? Một đại diện của châu Á, của Đông Á đã có mặt ở giải này và họ vừa mới có chiến thắng 2-1 trước Colombia. Cá nhân anh xem xong trận này thì anh có cái suy nghĩ, cái cảm nghĩ gì? Tôi xem cả trận đấy thì tôi thấy là tất nhiên là về mặt nói thẳng kỹ năng bóng đá của Nhật Bản đã lên rất là cao rồi. Có vẻ như là đội Colombia có gì đó nhỉnh hơn về những cái độ nó đá, tức là họ đá những cái đường bóng của họ nó có vẻ thoát hơn. Là người châu Á vẫn có phải cố gắng nỗ lực, nhưng mà cái độ kiên trì thì có thể nói là bám bóng đến tận phút chót, kể cả khi đã thắng rồi, thì cái đấy là cái tinh thần Nhật Bản, gọi tinh thần samurai, thể hiện rất là rõ, cái đấy rất đáng quý. Và họ đá theo những cảm quan cá nhân của tôi thôi, thì không dám chê trách đội nào, thì cái trình độ và cái tinh thần hơn hẳn đội Hàn Quốc. Trong cái giải này mà Đông Á chỉ có một vài đội, tôi không được nhiều lắm. Đấy là cả một cái điều khiến cho cái xem cái bảng hát này nó thú vị như nào. Chứ nếu mà còn vào được nữa thì Nhật Bản có được vào nữa thì lại càng thú vị nữa. Vâng. Xin chia sẻ riêng với quý vị là nhà báo Nguyễn Giang cũng là một người quan tâm rất nhiều và theo dõi rất nhiều cái bộ môn về tennis, tức là quần vợt. Chúng tôi hy vọng là sau này khi có các giải đó đấy, đặc biệt là tổ chức tại nước Anh, châu Âu này, thì sẽ mời anh Nguyễn Giang bình luận thêm. Và bây giờ thì trở lại với một chi tiết nữa, ban nãy khi mà theo dõi cái trận giữa Nhật Bản và Colombia, thì cái trước khi mà đội Nhật Bản đấy đá quả phạt đền đấy, thì chúng tôi đã có cái dự đoán thật nhanh và anh Nguyễn Giang đã dự đoán đúng cái điểm sút đó. Như thế anh có thể chia sẻ lại câu chuyện đó hay không, là tại sao anh dự đoán như thế? Không, thực ra thì tôi cũng chỉ nói đùa, tức là lúc đấy mọi người trong văn phòng hỏi nhau là mà tức là sẽ sút bên trái bên phải của khung thành, thì tôi nói đùa một câu, tôi bảo là người Nhật thường rút kiếm từ bên trái sang bên phải, thì thường họ sẽ đá từ bên trái vào bên phải khung thành, thì nói đùa như thế thôi. Nhưng mà tất nhiên là một bạn khác thì đoán đúng hơn, là đường bóng sệt. Tôi thì không nói là đường bóng sệt, đường bóng bổng, để tôi không dành
nhiều về bóng đá. Đâm ra cũng chỉ có thể bình luận ngắn gọn như thế, tức là cái tinh thần, cái nỗ lực chiến đấu của người Nhật. Có thể một số cầu thủ của họ tầm vóc không to bằng các cầu thủ Nam Mỹ hay là châu Âu, nhưng mà họ cái tinh thần thì rất là tuyệt vời. Và nhân anh Quốc Phương nhắc đến giải tennis thì cũng xin thú thực là hôm nay vừa xem bóng đá vừa phải chuyển kênh xem những trận tennis trên sân cỏ ở sân Queens ở London này thôi. Thì mọi người xin chia sẻ một chút, tại tôi cũng theo dõi tennis và năm nay sẽ có cơ hội đi xem trận đấu giải Wimbledon, tức là sân cỏ lớn nhất, một trong gọi là bốn cái Grand Slam đấy, cái là major của thế giới. Thì nhưng mà tuần này lại là tuần này và tuần sau lại là giải ở Queens, sân Queens và sân Eastbourne ở dưới hạt Sussex ở gần bờ biển, thì tôi đã có một lần được gọi là mua vé đến xem rồi. Thì xin chú ý là đây là những cái gọi là những cái trận thử tài trước giải lớn là giải Wimbledon, giải sân cỏ ở Anh. Và hôm nay chúng ta thấy là có một sự kiện rất là quan trọng đối với nền tennis. Xin đang nói về bóng đá cũng đá sang tennis một chút. Ở Anh Quốc, tức là Andy Murray là nhân vật nổi tiếng nhất của nền tennis Anh Quốc từ nhiều năm qua, đã quay trở lại sau một thời gian bị chấn thương, bị nghỉ ngơi rồi có những việc khác. Và anh ấy thi đấu chiều hôm nay. Và ngay lúc này thì là Novak Djokovic cũng đang thi đấu trên sân Queen. Sau đó thì chúng ta lại xem bóng đá tiếp chiều nay. Vâng, quay trở lại bóng đá trước khi kết thúc ạ, câu hỏi cuối cùng. Vâng, anh thế nào, anh thấy cái bàn sút gỡ hòa một đều của Colombia sao? Anh có bị bất ngờ không? Tôi nghĩ là rất xứng đáng ở chỗ là họ đá khá ép, ít ra trong hiệp 1. Có những lúc tôi đã nói với các đồng nghiệp ngồi trong văn phòng để xem này, là nói là đội Nhật bên cánh phải có vẻ hơi loạn khi bị ép quá. Khoảng độ phút thứ 30 mấy đấy, của kể cả đã dẫn trước nhưng mà có những cái lúc có thể là không thể chống đỡ nổi. Thế nhưng sau đó thì đội sang hiệp 2 thì đội Nhật gần như mình thấy là cái tinh thần Nhật Bản nó lại phục hồi lại, nó lại bắt đầu các đường bóng nó đẹp hơn, những cái đường chặn bóng rất là hay. Còn nửa sau của hiệp 1 thấy có vẻ hơi bị ấy, và có vẻ như đội Nhật cũng thở phào khi mà đến giờ nghỉ. Thế và câu hỏi cuối cùng là cái dự đoán của anh thế nào về cái trận giữa Ba Lan với Senegal? Tôi nghĩ là lúc nãy thì một đồng nghiệp ban châu Phi đã dự đoán là Senegal sẽ thắng 2-1 thì phải, đúng không? Thì tôi lại nghĩ là có thể ngược lại, tức là có thể theo như cảm quan của tôi thì Ba Lan có khả năng thắng được 2-1 hoặc là ít là thắng trên một bàn. Còn thực tế nào thì phải xem. Vâng, như vậy là anh Nguyễn Giang cho rằng là 2-1 sẽ nghiêng về đội Đan Mạch trắng. Vâng. Ba Lan. Còn ban nãy thì nhà báo thể thao Emmanuel Coste cho rằng là ngược lại, Senegal sẽ thắng. Chúng ta sẽ xem câu chuyện đó sẽ ra làm sao. Và tới đây thì chương trình bình luận bóng đá Facebook của World Cup của BBC tiếng Việt cũng đã mãn. Quốc Phương xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Xin cảm ơn các vị khách, cảm ơn anh Nguyễn Giang. Và xin hẹn gặp lại các quý vị trong các chương trình sau.